Dương Văn lớp học tình thương đồn biên phòng Hòn Chuối tỉnh Cà Mau. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị thân mến, trong hải trình công tác Tây Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trên đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, chúng tôi đã có cơ hội đến với lớp học tình thương do thầy giáo mang quân hàm xanh đứng lớp. Đây là một lớp học đặc biệt nhưng đầy tình yêu thương của thiếu tá Trần Bình Phục, người thầy giáo bất đắc dĩ. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến thăm lớp học đầy tình thương này nhé. Lớp học tình thương của đồn biên phòng Hòn Chuối, bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau. Các em đang được thầy Trần Bình Phục hướng dẫn ôn lại bài cũ. Đây là một lớp học đặc biệt, khi trong lớp có tới 3 cái bảng dành cho các nhóm học sinh khác nhau. Và đương nhiên, học sinh cũng được chia ra ngồi theo nhóm lớp khác nhau. Như mọi ngày, bé Heo cùng em Bi Bô tập làm quen các con chữ, trong lúc những anh chị ở các góc khác của lớp đang hoặc nắn nót viết bài hoặc tập làm các phép tính theo sự hướng dẫn của thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục. Từ nhiều năm nay, hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối đã trở nên quen thuộc với 70 hộ dân và trẻ em trên đảo. Thầy giáo, thiếu tá Trần Bình Phục, đội phó đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Hòn Chuối, bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, là người Cà Mau, nhiều năm nay đã trở thành thầy giáo bất đắc dĩ, nhưng mang trên vai sứ mệnh cao cả. Có những lúc mà nó khó khăn, không thể nào vượt qua được thì cũng nhờ những cái sự động viên đó và cái một sợi dây tình cảm vô hình để kết nối giữa tôi với học với những đứa học trò ở nơi đây thì chúng tôi đã vượt qua hết tất cả những khó khăn đó và trụ vững cho đến ngày hôm nay. Con tham gia lớp học của thầy thấy rất là vui và thầy dạy cho con từng ly từng tí. Lúc làm sai thầy có là con như không biết làm, thầy dạy con rất cẩn thận. Chúc thầy có nhiều sức khỏe. Với thầy Phục, mỗi em đều có những hoàn cảnh đặc biệt và cần sự quan tâm, chỉ dạy khác nhau. Trong lớp học hiện tại của thầy Phục, bạn nhỏ nhất mới 4 tuổi, được bố mẹ gửi tới vừa để nhờ thầy giữ trẻ, vừa để con tập làm quen với con chữ. Trước thầy Phục, cũng đã từng có một số thầy giáo là cán bộ chiến sĩ của đồn tham gia công tác giảng dạy, giúp các em nhận biết mặt con chữ, biết các phép tính đơn giản. Nhưng để tính đường học vấn lâu dài cho các em, năm 2010, thầy Phục chủ động đề xuất với ban chỉ huy đồn biên phòng Hòn Chuối liên kết với một trường tiểu học Sông Đốc trong đất liền để các em sau khi học ở đảo muốn học tiếp lên bậc cao hơn được kết nối, tạo điều kiện về đất liền học tập. Và lớp học tình thương này hiện đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của thị trấn Sông Đốc. Muốn mà để cho kéo gần lại khoảng cách giữa đất liền với đảo thì nó còn là một quá trình dài. Cho nên là cái việc học của các em nhỏ nó cũng là một sự trăn trở mà ở trong thời gian qua mãi đến bây giờ. Mà giờ trăn trở thì trăn trở nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để là cho các em là có được một cái hướng đi để cho các em định hình được cái tương lai của mình ở sau này và mở cho các em có một cái mong muốn và một cái khao khát để các em phấn đấu. Còn nhiều trăn trở, khó khăn, nhưng với tình yêu thương con trẻ, không muốn các con bị thiệt thòi nhiều về kiến thức so với các bạn trong đất liền, thầy Phục hàng ngày ngoài công tác chuyên môn vẫn miệt mài gắn bó với từng trò nhỏ của mình, tiếp thêm động lực, chắp cánh cho những ước mơ của các con được bay cao, bay xa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hối hả có những khoảnh khắc vừa tình cảm vừa dễ thương làm cho trái tim của chúng ta ấm áp hơn. Do đoạn clip mà chúng tôi vừa ghi nhận được đã thể hiện một tình cảm đặc biệt giữa người bà với con cháu của mình. Một khoảnh khắc chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Theo đoạn clip chia sẻ cho thấy, một gia đình đã lên xe ô tô, chuẩn bị rời đi sau một cuộc sum họp. Sau khi người đàn ông sau cùng chuẩn bị lên ghế lái,
Người bà lặng lẽ từ phía sau gọi phới lại. Lúc này, người đàn ông chuẩn bị lên xe liền quay lại. Sau đó, cụ bà lặng lẽ cầm chiếc ví, lấy ra một ít tiền để chuẩn bị đưa cho đứa cháu. Người đàn ông cũng có hành động vô cùng dễ thương, liên tục chìa nón ra như một đứa trẻ xin tiền cụ khi còn nhỏ. Đa số mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú trước hành động dễ thương của người đàn ông trước cụ bà và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến gia đình nhỏ. Nhiều người còn tỏ ra vô cùng xúc động trước hành động của cụ bà. Hãy trân trọng những phút giây khi còn có bà ở bên. Những phút giây quý giá mà không gì có thể mua hay đánh đổi được. Cháu dù lớn vẫn là cháu của bà. Hành động của bà ấm áp quá. Vâng, chúng ta vừa chứng kiến một khoảnh khắc rất đặc biệt và ý nghĩa trong cuộc sống gia đình. Dù cuộc sống có hối hả, nhưng ngày nay vẫn có không ít những giây phút giản đơn mà chứa đựng tình cảm sâu sắc như vậy. Tiếp đến xuân về, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, gia đình thường tổ chức các buổi liên hoan, gặp mặt, hội họp nên có sử dụng rượu bia. Song đáng nói, nhiều người sau khi đã có ma men trong người nhưng vẫn điều khiển phương tiện, gây ra những hậu quả đau lòng. Trong tháng 1 vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.609 vụ tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 52 vụ. Đáng chú ý, đã có 967 người ra đường và không bao giờ trở về nhà nữa. Trung bình mỗi ngày có 31 người, một con số đáng phải suy ngẫm. Đó là chưa kể số người bị thương do tai nạn giao thông là 1.076 người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng theo nghiên cứu, khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Chính vì thế, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn số 340 về tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động, gọi chung là cán bộ. Với phương châm đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung đáng chú ý. Trong đó, bên cạnh việc bị xử lý vi phạm về mặt hành chính, tùy thuộc vào tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, quy chế nội quy của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các trường hợp cán bộ vi phạm khi bị lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm về nồng độ cồn đến cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. Đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban để làm gương cho các cán bộ khác. Xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông mà không kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc. Đồng thời giao Sở Nội vụ nghiên cứu đưa nội dung cán bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào các tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm. Đã có nhiều câu giá như được lặp đi lặp lại trong sự hối lỗi của những người gây ra tai nạn giao thông. Giá như không uống rượu, bia, giá như không điều khiển phương tiện khi đã uống. Giá như luôn đồng nghĩa với muộn rồi. Vì thế, công văn số 340 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước với chế tài mạnh hơn sẽ giúp chúng ta có trách nhiệm hơn đối với mọi người và với chính bản thân mình. Xin được nhắc lại là có đến 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Chính vì thế, đừng bao giờ để những con ma men làm mất đi chính mình. Hãy là người tham gia giao thông có trách nhiệm, phía trước tay lái là cuộc sống. Sữa bột là nguồn thực phẩm bổ sung thiết yếu cho trẻ em, người ốm và người cao tuổi. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, có nhiều sản phẩm sữa giả được làm tinh vi giống như sữa thật. Nhãn mác bao bì là sữa nổi tiếng và thông dụng. Điều này thật sự đáng lo ngại về vấn đề quản lý lưu thông sữa tại Việt Nam. Chị Dương ở Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội, mỗi tháng trung bình chị phải mua 4 đến 5 hộp sữa cho con. Sau khi nghe nguồn tin loại sữa bột chị thường mua bị làm giả, chị không khỏi hoang mang lo lắng về chất lượng sữa bột hiện nay. Dù cũng là nguồn sữa sách tay của các shop rất uy tín nhưng mà vẫn thỉnh thoảng là vẫn có những cái thông tin là có nguồn sữa là bị trộn sữa này hoặc là sữa kém chất lượng. Đấy thì nói chung là về cái phần sữa thì em rất là lo về vấn đề đấy. Lo lắng chị Dương hoàn toàn có cơ sở khi mà trong thời gian qua, nhiều vụ sản xuất và kinh doanh sữa giả đã bị lực lượng chức năng triệt phá.
Vừa qua, đối tượng Vũ Thành Công bị lực lượng chức năng phát hiện khi chủ mưu tạo ra hàng ngàn lon sữa bột giả với giá trị lớn. Chỉ sau 2 tháng đã thu lợi bất chính 3 tỷ đồng. Tại 4 điểm sản xuất do đối tượng Vũ Thành Công thuê ở cả hai địa phương, phát hiện hơn 7.500 lon sữa bột thành phẩm các loại, 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại, 150.000 vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu Ensure, 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa, cùng máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả. Ước tính giá trị tang vật bị thu giữ khoảng 14,5 tỷ đồng. Là khoảng 3 tỷ thì rõ ràng là những cái đối tượng trong làm hành vi này có tổ, tôi nghĩ rằng là người ta có tổ chức, có thể xử phạt từ 15 năm, 20 năm hoặc chung thân. Thế ngoài ra thì số tiền thu lợi bất chính đương nhiên là số tiền bất hợp pháp thì phải nộp vào công quỹ nhà nước. Với các đối tượng như vậy người ta rất là liều lĩnh, người ta làm người ta không sợ. Tôi sẵn sàng làm mà tôi nghĩ phải người ta phải nghĩ rằng người ta thoát được người ta mới làm. Nếu như ai làm mà nghĩ rằng đi tù người ta không làm thì chứng tỏ ở đây chúng ta có vấn đề ở đây. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây vấn đề là thực thi của chúng ta. Đến về vấn đề thứ nhất. Vấn đề nữa là vấn đề tôi nghĩ là bên cạnh vấn đề thực thi chúng ta tuyên truyền. Chúng ta làm tốt rồi chúng ta phải tuyên truyền tốt hơn nữa. Mặc dù nhiều vụ việc liên tiếp bị phát hiện, thế nhưng để ngăn chặn triệt để đang là bài toán khó của ngành chức năng. Chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu hoặc là làm gian lận thương mại cũng như là những sữa không đảm bảo về an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là đây là mặt hàng mà có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh, người dân cũng như là thậm chí còn đe dọa đến tính mạng nếu như chúng ta mua phải những sản phẩm là từ sữa mà bị nhiễm khuẩn hoặc là không đảm bảo chất lượng. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong đó tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với các sản phẩm sữa đã được đưa vào định hướng trong năm 2024. Cụ ông đại diện họ nhà Trai phát biểu trong ngày trọng đại khiến quan khách nín thở hồi hộp theo. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với Hải Dương để thưởng thức món bánh gai Ninh Giang đậm đà vị quê hương. Thưa quý vị, trong không khí trang trọng của một đám cưới, chúng ta không chỉ chứng kiến tình yêu đẹp của đôi uyên ương mà còn được nhìn thấy những khoảnh khắc thú vị và dễ thương. Vâng, như mới đây tại một đám cưới, cụ ông đại diện cho họ nhà Trai đã mang đến một phần phát biểu quan trọng và đầy xúc cảm trong ngày trọng đại của đôi bạn trẻ. Trong bộ trang phục chỉnh chu và lịch lãm, cụ ông đứng bên cạnh MC để phát biểu. Tuy nhiên, sự hạnh phúc và hồi hộp đã khiến cụ rung lên trong lời nói, khiến cho không khí trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Mùi thơm của nó cũng đã lan tỏa sang khắp hai họ chúng ta rồi, phải không ạ? Mùi thơm của gió cũng đã lan tỏa sáng khắp hai họ chúng ta rồi. Hôm nay, cụ ông nói mà giọng rung lên trong cảm xúc tràn ngập. Nói đến đây, cụ ông nghẹn lại. Lúc này, cụ quay sang nói nhỏ với MC đám cưới. Rung quá. Sự hồi hộp và lóng ngóng của cụ ông khiến không khí trở nên hồi hộp, nhưng cũng đầy thân thương. Dù là sự cố nhỏ, nhưng lại làm cho buổi lễ trở nên ấn tượng. Cô dâu chú rể cùng mọi người trong hội trường đều cảm nhận được sự chân thành và đáng yêu từ người ông đáng kính này. Có lẽ cụ ông mừng quá nên rung trước đám đông. Ai từng đứng ở vị trí đó mới có thể hiểu hết được cụ vừa rung vừa hạnh phúc khi chứng kiến con cháu mình lập gia đình. Chúc mừng đôi vợ chồng hạnh phúc. Vâng, đó là những lời bình luận vui vẻ và chân thành của mọi người khi chứng kiến hình ảnh đáng trân quý này. Xin được chia sẻ niềm vui ấy và chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, cũng như chúc cụ ông luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Và trong tình huống tiếp theo được tiểu mục Tai Mắt Phố Phường ghi nhận được, tại trường mầm non, một đội hình văn nghệ ra sân khấu rất hoành tráng, xếp hàng lối ngay ngắn, trên tay đều cầm đạo cụ để sẵn sàng mang đến cho khán giả một tiết mục ấn tượng. Phía dưới, các bậc phụ huynh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức tiết mục ấy. Nhiều phụ huynh cũng cầm sẵn điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ này. Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến người xem không khỏi bất ngờ. Tất cả như đã sẵn sàng cho tiết mục văn nghệ. Tuy nhiên, khi nhạc nổi lên, cô giáo và các bậc phụ huynh ở phía dưới múa phụ họa hết mình. Nhưng các em nhỏ trên sân khấu lại bất ngờ tỏ ra thờ ơ, hóa đá ngay trong tiết mục của mình. Mặc dù được cổ vũ, nhưng các em nhỏ vẫn đứng im, nhìn mỗi bé một hướng và trở thành khán giả trong chính tiết mục của mình.
ai nấy cũng đều bật cười và có chút bất lực vì không em nào chịu nhảy múa. Chỉ có một em nhỏ ở phía góc sân khấu thực hiện một vài động tác quay quay đạo cụ theo cảm tính, phần nào an ủi cô giáo và phụ huynh phía dưới. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều không nhịn được cười và để lại những bình luận vui vẻ, hài hước dành cho sự bất lực của cô giáo và vẻ ngây ngô đáng yêu của các em nhỏ. Quý vị thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với Hải Dương để khám phá nghề làm bánh gai ở Ninh Giang. Không ai biết bánh gai Ninh Giang có từ bao giờ và kể từ khi nào lại nổi tiếng đến như vậy. Như cụ già kể lại rằng, nghề làm bánh gai Ninh Giang ít nhất đã có từ 700 năm trước. Cha truyền con nối, đời này sang đời khác, dù có đôi lúc là nghề phải sản xuất cầm chừng nhưng chưa từng dừng lại. Dù có nhiều đổi mới về cách chế biến, nguyên liệu đa dạng hơn, nhưng bánh gai Ninh Giang vẫn giữ được sự mộc mạc vốn có và trở thành thứ bánh đặc sản của vùng đất Hải Dương. Món quà quê bình dị mà vô cùng ngọt ngào, dẻo thơm, gói trọn sự tinh tế, khéo léo của người dân vùng đất Ninh Giang là đặc sản mà bất kỳ du khách nào qua đây đều muốn thưởng thức. Bánh gai Ninh Giang là loại bánh được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau, với các nguyên liệu chính để làm nhân bánh như đậu phộng, đậu xanh, mỡ heo muối. Nhưng ngày nay, nguyên liệu làm bánh được đa dạng hơn. Trong mỗi chiếc bánh có thêm mứt bí, dừa, hạt sen và gừng. Trước đây, khi chưa có bất cứ loại máy móc nào hỗ trợ, mọi công đoạn làm bánh đều hoàn toàn thủ công. Lá gai, gạo nếp sau khi được chế biến sẽ cho vào cối giã gạo có bàn đạp bằng chân, giã thật mịn. Công đoạn quan trọng nhất là đánh quả hay còn gọi là chế biến vỏ bánh. Sau khi trộn đều bột lá gai với bột nếp, nước đường hoặc mực, hỗn hợp này được đưa vào cối đánh nhuyễn. Đánh quả càng kỹ, vỏ bánh càng mịn, càng dẻo và dai. Không giống với nhiều loại bánh khác, bánh gai không luộc mà phải hấp. Một chiếc bánh gai đạt chuẩn phải có phần vỏ bánh đen nhánh, bóng mịn, dẻo quánh, nhân bánh ngọt thanh và có độ thơm ngậy. Ra đây làm việc thì mỗi lần về quê, hàng tuần, về quê cuối tuần thì tôi cũng hay ra đây mua bánh gai. Nói chung bánh gai ở Ninh Giang này thì cũng rất là ngon. Mà qua tìm hiểu thì cũng thấy là người dân ở đây họ cũng nói là không có chất bảo quản. Thì hương vị bánh gai ở đây thì nó dẻo, có độ thơm và độ ngọt vừa phải. Đấy, hai nữa là bánh gai ở đây họ làm thì từ những cái nguyên liệu, ví dụ như cái vỏ bọc của cái bánh gai là chuối. Cho mình biết cách thì rất là dễ bóc. Hai nữa là cái giá cả của cái bánh gai ở đây cũng rất là hợp lý. Mình mua mỗi lần về quê đó 10-20 cái thì cũng 50-100 nghìn thôi, tức là rất là phù hợp với lại giá cả túi tiền của người tiêu dùng. Nhiều du khách đến Ninh Giang không quên tới thăm nghề làm bánh gai ở đây để tìm hiểu, thưởng thức và mua bánh gai, thứ đặc sản của vùng đất Ninh Giang về làm quà. Để tạo ra được một thức quà tưởng như đơn giản mà có hương vị thơm ngon đặc trưng này là cả một quá trình tìm tòi, chế biến thủ công hết sức công phu, từ cách chọn lọc tinh túy từ nguồn nguyên liệu đến cách đóng gói, cách hấp. Có thể thấy, người dân Ninh Giang phải bỏ cả tâm, cả sức và sự khéo léo kiên nhẫn của mình. Chính vì vậy, hương vị của chiếc bánh gai Ninh Giang khác biệt so với tỉnh thành khác trên cả nước. Nếu có dịp ghé qua vùng đất Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, quý vị đừng bỏ lỡ món bánh gai này nhé. Món bánh dân dã nhưng đậm đà hương vị truyền thống của quê hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh PPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên PPTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.